Dạ ba, cho con hỏi cái leo cách truyền thống với lại leo móng cái nào khỏe hơn? Dạ con nói ông về vợ, em ông nói trời ơi cái ông này ông là thần thánh. Thì bên đây con làm không đổ mồ hôi, ăn cơm đổ mồ hôi dữ thiệt. Chạy dưỡng lên tới đây ngủ về đã vô vô nằm giỡn giờ ăn cơm rủ vô ăn nè. Rồi Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Tân Bình của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để Toàn quay ba của Toàn cùng với anh Hiền cưa 6 cây dừa nha cả nhà. 6 cây dừa ở trong vườn này nè. Cái nón kết của con ơi, chú Đường ơi. Toàn tính nhờ chú Đường lấy giùm cái nón kết đội. Toàn quên lấy. Này, thì anh Hiền đang mang móng leo và ba của Toàn bên kia đang vúa lưỡi cưa. Hello. Hôm nay mình về Long An. Nãy tưởng đi Thiên Hộ không ngờ là chạy qua đây là qua địa phận của Long An luôn rồi cả nhà. Đây là cái bộ móng leo cũ đợt anh Vũ Hồng Hà ở Thái Bình gửi tặng nè cả nhà. Còn cái bộ mới anh cũng mới gửi một bộ nữa. Hai của Hà thì đang vúa mấy cưa. Thì chuẩn bị leo lên cây dừa đầu tiên. Cái này là cái miếng sắt ở phía trong nè cả nhà. Rồi. Đây là bộ móng leo cũ mà anh Vũ Hồng Hà ở Thái Bình. Cái này thì bộ này nó nặng hơn bộ kia. Tối sử dụng được nên có mua. Đây. Bên đây là bộ anh Vũ Hồng Hà mới tặng. Tặng này chắc cũng cả tháng rồi. Này bằng nhựa cứng. Thép thì thép dày hơn. Và có cái đầu bịch cửa này nữa nè. Cái này nó có gãi gáp được. Nó rời. Đây là nó cái cửa này rời nè. Thí dụ muốn cái ngắn hơn chút cũng được. Muốn dài hơn chút cũng được. Hoặc là muốn cái lơi cũng được. Hoặc là cái hơi thẳng ốp vô chút được. Nó chỉ cần là dặn hai cái mà con lục giác này ra là mình có thể thay cái khác. Thay cửa khác. À. Thầy ba đó. Sử dụng cái móng leo này với lại cái móng leo cũ thì ba anh thấy cái nào sử dụng tốt không? Cái này thì nó nhẹ hơn với cái này nó ôm cái chân hơn. Với nó có độ nghiêng cái kia nó hơi thẳng hơn mà cái kia cũng được. Bây giờ Hiền cũng đang làm thế cũng vẫn được. Mà cái kia nó nặng hơn chút xíu. Với cái này là nó có được cái tăng đưa. Ví dụ cái ống này nè. Cái ống này là mình muốn giờ nới lên nó xuống được. Nhóm hai này ra là mình phải kéo nó xuống cái chân gặp chân cái ống chân dài mình kéo xuống thêm được. Dạ. Và hai là lùng nữa thì đôn vô chút cũng được là nó theo ý của mình. Có thể tăng đường cái kia đó. Thì không thấy tăng đường. Cảm ơn quý bà con mình nha, luôn luôn nào cũng đồng hành với mình. Nó hôm nay đi qua của Long An giáp ranh của Tiền Giang. Dạ. Nãy giờ đi lạc đường chơi lòng vòng đúng không? Dạ. Ở đây là gần chợ Ninh Hòa. Đây là chủ nhà phải không? Không, không phải chủ nhà, ở xóm. Ở xóm nha. Đây là cũng như là vậy bạn có thêm nổi hả? Vậy là hồi đó cái mình phủi sạch rồi nó ra là búp búp đấy ha. Đúng rồi. Chỉ cái mặt cũng như mà tiếng nha. Ở đây là gần chợ Nhân Ninh. Anh Hiền đã leo lên cái cây dừa. Ủa trời, mới nói chút xíu anh Hiền leo lên tới cái đầu dừa. Mới tập sự cái chút xíu à. Là tới cái cổ của cây dừa. Ở đây đất cao lắm. Bác có chuẩn bị mấy cây thang. Bác có Toàn mới vừa đặt anh Vũ Hồng Hà một cái sợi đai mới nè. Đai màu trắng đó cả nhà. Cái sợi đó thì 4 mét lận mà anh cột tấm đầu lại thì nó còn có 3 mét rưỡi thì cọng này nó gọn hơn nha, cái này nó ngắn hơn cái cọng kia. Nó cọng kia nó dài lắm. Ủa anh đeo có một cọng à, cọng kia tới 5 mét rưỡi đó. Cọng kia thì nó nặng nề hơn nên còn mới đặt cái sợi mới này. Còn đặt cái cọng dây không à, chứ không có đặt mấy cái khóa hãm với lại cái móc đê. Rồi.
dưới này thì có một cái chậu bông giấy nè với cái đường ống nước á, nên là anh cưa từ từ xuống nha cả nhà. Cái chậu bông giấy quá trời bông luôn. Chú quà dừa đó thì uống nước đựng lên chút xíu nữa anh sẽ cột và treo xuống nha cả nhà. Mới vừa cột xong cái quầy dừa rồi nha các bạn. Chứ là anh sẽ cắt xuống cho quý vị xem. Rồi anh ngoài dây ở phía bên trên luôn rồi. Tại cái cọng dây dù này thì nó ngắn, ở dưới đất cầm thì cầm được cái chót có chút xíu, nên là không có xả xuống được, nên là anh bắt buộc có ngoài dây phía trên. Đây là mấy anh sớm lại xem ba cái toàn cùng với anh Hiền cưa cây. Gánh đi xuống tới Long An đi uống cà phê. Quá trời có quà dừa trái nè. Chủ nhà có nhờ anh Hiền thảy mấy cái tàu dừa lên bờ. Nó kia là giống như cái con gạch vậy cả nhà. Nó hẳm đứng à. Ha ha ha.
Anh cắt sát mấy cái tàu vô trong cái thân, vô cái thân cây dừa thì chút xíu nữa sẽ dễ điều khiển cái đầu dừa cho nó gớp xuống nha cả nhà. Cũng có một cái sợi dây điện nè cả nhà, băng qua cái cột đó. Nếu không không có cái sợi dây điện đó thì có thể là nãy giờ anh cắt cái đầu dừa nó rớt xuống đây được. Dừa này bị mấy con bọ nó ăn gì nó hư, mấy cái lá nó bị xám xám nâu nâu hết trơn.
Ba có Toàn thì leo qua cây bên đây nè. Hôm nay không có leo móng luôn cả nhà. Ba có Toàn không leo móng luôn. Và không sử dụng đai bảo hộ luôn. Ba có Toàn lên tàu rồi cả nhà. Nhưng anh Hiền bên đây thì vẫn đang tiếp tục cắt lóng của cây dừa đây. Có chuột không? Có chụp chuột không? Có chuột không ơi? Để xem ba con có bắt được con chuột này không? Có ấu chuột quá trời bự trên đó kìa. Đó ba có toàn dầm bè đó. Có thì ba có Toàn giờ bắt đầu cắt mấy cái đầu dừa xuống. Chú Đường thì đang chuẩn bị cắt cái con hũ dừa. Trụ điện nữa nên ba có Toàn phải cưa cho sụ sụ tàu xuống. Đây thì anh Hiền đã leo xuống và chuẩn bị cưa gốc rồi nha cả nhà. Ba có Toàn cưa tàu hơn nửa cây dừa.
có để dài làm gì không bác? Dạ cắt lóc bỏ nè. Cái gốc này thì không có để dài, bác lấy cái hơi cắt lóng này luôn nè. Giờ chú đường sẽ lại hai gốc. Đường nãy tính mở miệng cho nó ngã qua đây nè cả nhà. Để toàn sợ nó ngay đây có cái dốc thì nó sẽ tuột xuống dưới cái gạch đó luôn. Để nguyên lóng dài luôn. Vậy là cưa xong được một cây. Đây nãy chú đừng cắt cái gỗ hũ ra nha 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 cái nè. Bà con giật mấy cái tàu vô phía trong. Không là nó sẽ rớt xuống cái gạch ở dưới. Kiếm mọi dậu nè, cái thịt của anh ta có bao rồi. Mít mọc hay gì mà? Giờ ba có toàn nhờ chú đường dựng cái cây thang lại để cho rớt mấy cái lóng, rớt mấy cái lóng xuống thì có cây thang nó đỡ là nó không rớt xuống cái gạch. Thì gò đẩy đi. Đây gò đẩy phải không? Thank you.
toàn nói chưa đường lấy hàng nha. Dạch ra các cái cổ hủ dạ ba, cho con hỏi lâu lắm rồi con mới thấy ba leo lại cách truyền thống. Còn ba thấy cái leo cách truyền thống với lại leo móng cái nào khỏe hơn? Cái leo móng á thì nó khỏe hơn mà nó chậm hơn, còn cái mà mình đi không gì nè nó rất lẹ, lẹ gấp ba cũng lành vậy đó. Dạ. Lên trên trên đó mình cột buồn cột hoài có thể mình thòng xuống lần 4 năm hoài cũng được. Dạ. Còn mình eo ở dưới á, đứng trên móng mình ấy làm lên á thì buồn dừa nó rơi rơi vô đạp vô người mình. Dạ. Nhưng mà cái này đòi hỏi phải có sức mới được. Dạ. Quen mới được, chứ mà quét cái chân vậy nó mỏi lắm, nó bụng rủng tay chân chân á. Dạ. Mới đầu thì mình không quen, là một hai lóng là mỏi à, rồi giờ quen rồi cứ đeo hoài nó cũng mỏi mà cũng không, nó ít có mỏi như hồi xưa. Dạ. Quen cái gì cũng vậy đó, cái gì nó nói chăm hay không bằng quen tay, nhưng mà khi lớn tuổi rồi mình phải hạn chế lại. Dạ. Cứ làm móng thì an toàn hơn. Cái ví dụ mình cái nào nên gấp á, lúc nào gấp á thì mình làm không vậy nó lẹ hơn. Dạ. Yeah. Những cây nào mà ôm không giáp á là cái móng nó khỏe hơn. Rồi kính chào bà con mình nha. Mới vừa xuống mà hỏi ba có toàn. Ra mồ hôi quá trời luôn. Cái tiếng mồ hôi của ba có toàn nhiều. Thôi cũng giống như ba có toàn vậy đó. Làm gì xíu là ra mồ hôi thôi. Ướt nhẹp chứ. Anh Hiền thì leo leo móng leo với lại leo truyền thống cái nào tốt hơn anh Hiền? Anh leo móng á, xuống lóng nó khỏe hơn. Lớp anh đâu là sư phụ. Lớp anh gì cũng sống anh nó bị yếu rồi. Dạ. Bây giờ anh đang xuống thì anh thấy leo móng xuống lóng giỏi hơn. Có giờ nước không? Mà đâu hay sư phụ thì chỗ nó nóng gì luôn. Sức không có bằng ba của em nên leo móng khỏe hơn. Đúng rồi. Thầy nó hơi chậm hơn mà an toàn hơn. Dạ. Nhưng mà ba em cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Thầy cái lần con bị tai nạn mà bị thủng 4 mắt sống á. Dạ. Xuống hết mấy phần già rồi. Dạ. Này chứ bây giờ anh cũng không gắng gắng quá sống là nó kèo chết liền. Dạ. Anh quay qua cho khán giả coi thì coi cái đốt sống rồi. Nè nó bị gù lên nè. Để 4 đốt, 4 đốt, thủng 4 đốt. Cái này có đi chỉnh là gì không anh? Có đi bác sĩ chỉnh là hình gì không? Không, cái lưng anh nói là hên là đi thuốc nam. À, đắp thuốc nam á.
cái anh mổ này giờ là anh cũng hết làm luôn rồi. Dạ. Là ngay cái sống mình là ngay đường dây nó thần kinh nhiều, nhưng mà nó mà học dao vô đụng thì nó phải nguy hiểm. Ừ. Khi đó tới đi mổ mà anh không cho. Dạ. Kiểu nam thì nằm ở nhà kiểu nam. Chị thuốc nam đó là đắp hay uống anh? À, muối. Muối sức rồi quậy, đang muối xong rồi cái muối quậy cho nó đều mất. Quay cái lưng không? Có. Rồi mấy nó có cục cục đó. Rồi mấy sức. Rồi uống thuốc. Dạ, sức uống thuốc. Rồi. Ba của em mỗi lần bị tai nạn cũng bó thuốc nam đúng không? Chứ không có không có đi bác sĩ. Đó, cái dài á, cái dài mình rộng lắm. Cái dài mình cũng đi nó ra thí dụ bên đây được 2 phân, bên đây 2 phân. Rồi cái gãy xương đòn nè. Rồi cái đầu là nó bị mới đầu dày đụng gì cái mình khi mình về cái mình làm cái nó chợt. Chặt nó câu như vậy. Dạ. Yeah. Mỗi bên nó câu một cái cho nên giờ cái vai mình hẹp. Chứ lúc đó nó rộng lắm. Bè vậy. Như Lý Đức không mà. Hả? Như Lý Đức. Là Lý Đức này mình Lý Đức đó. Chút mà câu bằng thả. Ủa hồi nãy là cái cọng dây đó anh mới cắt chúng hay là nó đứt lâu rồi? Cái này hôm qua cái thằng Trang nó cắt cần chờ đứt thì nó không nói nè. Anh Trang cắt đứt hả? Ờ, nó hay, cả nãy mới lời ông kèm nó thấy. Thôi mà đứt con cái khúc đầu có chút xíu à, không sao. Tại cọng dây này á, là mình dụng theo cái cục là nó gọn, trên cây thùng nó mới gọn. Dạ. Yeah. Dài quá là phụt lắm. Với mấy cây dừa thì nó cũng thấp. Ừ. Vậy dài rồi thì dài. Còn yeah. Cái thấp thì thấp. Dạ. Yeah. Gọn cứ đẩy dây lòng thùng ở dưới lúc. Dạ. Rồi em cảm ơn. Không biết luôn á. Dạ hả? Đây đâu? Đây kinh quận này chứ đâu? Ờ, mình có Trịnh Trang mà. Mới xuống đây hả? Trời ơi, vậy con tưởng ông ở đây con lâu chú cháu mình dựng đây mà không biết luôn. Trời ơi, cái nghề của ông vậy chứ. Ăn mấy ba chục cây à? Con nghề của ông con nói thôi con. Con nổi da gà luôn. Con nổi da gà luôn. Anh bán vé số anh gặp gặp con tưởng dữ lắm. Dạ xem nhiều lắm hả? Nhiều clip lắm hả? Dạ con xem nhiều lắm. Con nói ông vậy vợ, ông nói trời ơi cái ông này ông là thần thánh. Ông này ông thần thánh gì đâu. Rồi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rồi xin chào quý bà con mình nha. Bắt từ chài bắt từ gái có mời dùng bữa cơm. Rồi bắt đầu mình nấu tiếp luôn. Đây là bắt từ gái. Thịt chiên canh khoai tự khoai tự khoai tự cái rô cái rô cái rô cái rô mập cái rô mập trời nốt luôn á. Còn kia là hình như là tới đây uống cà phê ăn cơm về hết đi. Cái đó là sườn sườn cộng sườn cộng chiên nha cả nhà. Nếu anh Thiền nói đi theo chơi tối đi gần ai giờ đi tới Long An. Hôm sáng đi vô bà hỏi đâu nó nghe đi theo phê nhu phụ cây ngày. Cứ ngày. Cứ ngày. Ở nhà nói với Dưỡng Sáu là đi cưa, hôm nay đi cưa phụ Dưỡng Út từng ngày. Ai vậy ngày thiệt. Đi lạc đường hết ra hết gần ngày. Tại tưởng như là của mà tỉnh Tiền Giang. Dạ. Chứ mình sạp vô cái chợ đó đó. Đi vòng vòng đó trong tỉnh Giang không, nó đâu có xích ra ngoài được. Cho nên mới điện hỏi ông chủ nhà, ông nói ở của Long An. Chị mới bấm Long An nó mới ra đây được. Dạ. Chợ lạc đường đó. Chợ Ninh Hòa. Sơn. Nhơn Hòa. Nhơn Hòa nó lộn. Chợ. Chợ Nhân Ninh. Nhân Ninh. Chợ Nhân Ninh của xã Tân Thạnh. Của huyện Tân Thạnh. Huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Dạ. Lộn ở chợ ngoài. Con mình dùng cơm nha. Ê, mặn mẹ mẹ thôi mẹ cũng đâm mặn cảm ơn mặn mặn đi ngày mới về. Đi ngày mới về ba mới đâu nữa đi phụ cây phụ vô cây ngày vậy ngày. Bên đây con làm không đổ mồ hôi ăn cơm đổ mồ hôi dữ thiệt. Nghe có làm gì đâu. Bệnh đi thôi. Bệnh đó. Chạy ngủ xuống tới đây ngủ về đã vô vô nằm giống vậy ăn cơm lũi cho ăn nè. Thì bệnh đó nghe, mà đổ mồ hôi ăn đổ mồ hôi. Người miền Tây chân chất thật thà ở trần ăn cơm mong quý vị thông cảm nha. Đây hầm quá, ở đây bữa nay năm nay nắng quá. 34-35 độ luôn. Ở dưới quê mà 34-35 độ. Chúng ta có bóng mát, bóng cây mà vậy đó. Hậu Giang có lên tin tức, hình như gần lên, có thể lên được 40 độ. 38 độ hả? Mấy già tử ra ngoài. Dạ, đi là xỉu luôn á.
Tư chuẩn bị ca trà đá. Tư dùng cho tôi dùng cháu dùng cơm đi. Hồi nãy nó dùng mới dùng xong. Cô bác Tư chai đâu? Dạ tiếp. Bác Tư chai là tiếp khách là tiếp khách đây. Nhà cũng có ngày cũng khách đây gái. Dạ. Đây mình trồng được bao nhiêu công mít này thì tư được 6 con chứ. Dạ, này thấy mít cũng chắc cũng lâu năm cây cũng lớn rồi chị. Hằng trước này được 5-6 năm rồi, còn dạ. Sau hè này được đâu 3 năm rồi. Dạ, được, dạ. Chết quá chú ơi. Dạ. Chết dữ lắm. Nó dễ chết nhát. Rồi mình được bao nhiêu con ruộng nha này? Một con được 3 mẫu. 3 mẫu. Dạ, dạ. Giờ làm ruộng khỏe lắm, nó gặt đập liên hợp rồi nó sẽ tuốt hết rồi. Máy bay làm sao mà. Dạ, dạ. Máy bay người lại không người lái. Dạ thưa con, dạ dạ con, dạ. Máy bay không hết đâu. Máy bay 500-600 triệu về một chiếc. Dạ, 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 dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cơm luôn anh. Rồi, cảm ơn. Thấy anh gọi. Cơm luôn anh.